3 tiêu chí lựa chọn địa chỉ xóa xăm lông mày uy tín. Đầu tiên của cái việc xóa xăm ấy là mọi người cần phải có máy thực sự tốt. Cái thứ hai là chuyên gia bắn là phải có kinh nghiệm trên nền da đó để đúng cái tình trạng da. Ví dụ da mỏng, da dày, da yếu, da treatment rồi là màu xanh, màu gì, màu bắn màu đỏ, màu gì, rồi bắn màu cam, màu gì, màu tím, màu các loại màu. Rồi là lớp này thì là lớp trên, lớp dưới là như thế nào, tức rất nhiều vấn đề. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho từng nền da như thế nào, chăm sóc phục hồi da sao, rồi là kết hợp những phương pháp xóa khác nhau như thế nào. Bởi vì mọi người hình dung nhé, bây giờ ấy, xóa xăm ấy, là không phải tình trạng nào cũng giống tình trạng nào. Có những cái da người ta làm một lần, nhưng có những cái da người ta làm 5 lần, 7 lượt rồi. Vậy thì mỗi một lần như thế, một cái màu khác nhau, một cái cửa tiệm khác nhau, một cái loại mực xăm khác nhau thì sẽ phải xử lý khác nhau như thế nào, đúng không mọi người? Không phải ai cũng giống ai. Cho nên cái việc mà đưa ra chỉ định và đưa ra phác đồ nó rất là quan trọng. Đó. Thì cho nên là những chị em nào mà đã từng làm xăm nhiều lần rồi, xóa xăm nhiều lần rồi thì cần phải đi đến những cái nơi uy tín nha mọi người nhá. Nếu không thì sẽ rất là mệt mỏi, bởi vì đã có rất nhiều khách hàng đưa cho cô những tình trạng gọi là siêu thảm họa đó.